trẻ đi du lịch bị ho đờm, sổ mũi, bố mẹ nên làm gì? Mùa hè nóng bức là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển. Thời tiết nắng nóng, ăn uống kém cộng với hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu nên nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn. Đặc biệt là trong dịp hè tới, các gia đình lên kế hoạch cho bé về quê, thăm ông bà, du lịch. Mỗi chuyến đi có bao điều thú vị nhưng cũng khiến con dễ bị bệnh, mệt mỏi trong và sau chuyến đi. Nhiều gia đình dự định cho trẻ đi chơi biển nhưng các bé đang bị ho, sổ mũi hoặc ốm, cứ tái đi tái lại không dứt nên phân vân việc cho con đi chơi. Hoặc có các bậc cha mẹ lo lắng khi cho con đi chơi liên tục thay đổi môi trường, đi ngoài trời nắng nóng rồi lại vào phòng điều hòa khiến các bé dễ bị sốc nhiệt, cảm. Khi đi chơi mệt, con lại đòi ăn kem, uống nước đá liên tục, gây ho, đau họng. Mỗi chuyến đi là các bé lại ốm vặt thêm vài ngày. Vậy các bậc phụ huynh cần làm gì khi con đang ho đờm, sổ mũi hoặc ốm, đặc biệt là trong thời tiết mùa hè? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy, trưởng bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội cho biết. Khi chúng ta đã nhiễm, tức là hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi trong, thì nguyên tắc điều trị hàng đầu chính là điều trị triệu chứng. Ví dụ, đứa trẻ sốt cao thì chúng ta phải thuốc hạ sốt. Bởi vì này, nếu mà sốt là phản xạ bảo vệ, nhưng nếu sốt cao quá nó sẽ gây những tác hại, ví dụ như co giật, ví dụ như đứa trẻ sẽ khó ngủ, kích thích, vật vã, chúng ta phải đứa trẻ trên 38 độ 5 phải dùng thuốc hạ sốt. Đây là nguyên tắc thứ nhất. Thứ hai là đứa trẻ phải uống nhiều nước. Bởi vì sao ạ? Đứa trẻ khi mà tắc mũi thì sẽ thở bằng mồm. Khi đứa trẻ quấy khóc sẽ ăn ít. Và tất cả những làm đấy làm gì? Thứ nhất thiếu nước. Thiếu nước thì sao? Thứ nhất là sụt cân. Thứ hai là cái đờm trong mũi họng nó quánh, nó dính, nó tắc cái đường thở. Đứa trẻ khó chịu. Cho nên phải cho trẻ uống nhiều nước để cho nó loãng cái đờm ra, kích thích ho được. Cái thứ ba là chúng ta có thể rửa mũi hàng ngày bằng các nước muối sinh lý, có thể 2 đến 3 lần trước ăn để cho mũi sạch sẽ. Đồng thời chúng ta vẫn giữ nguyên tắc là gì ạ? Chế độ dinh dưỡng đảm bảo ăn mềm, ăn lỏng để cho hấp thu được. Chúng ta không ép đứa trẻ là phải ăn như bình thường bởi vì nó rất là khó chịu. Tuy nhiên nó ăn lỏng, chúng ta khi chúng ta ốm, chúng ta thích ăn cháo, thích ăn phở hơn, ăn lỏng nhiều bữa, chia nhỏ bữa và đứa trẻ có thể hơi sụt cân một chút nhưng mà sau khoảng 10 ngày đứa trẻ nó lại ăn trả bữa bình thường. Chúng ta cũng không quá căng thẳng là đứa trẻ ăn quá ít cho nên là nó sẽ không lên được cân. Như vậy thì nhỏ mũi bằng thuốc kháng sinh là hoàn toàn không được chỉ định. Mà nếu có chỉ định thì phải có bác sĩ chỉ định đàng hoàng cho trường hợp nhiễm khuẩn hẳn hoi, có bằng chứng của nhiễm khuẩn. Còn khuyến cáo chủ yếu điều trị triệu chứng là hạ sốt, rồi là uống nhiều nước, cũng như là vệ sinh cho bản thân, cũng như tránh lây lan cho những đứa trẻ khác trong gia đình. Đấy là nguyên tắc điều trị chung. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Xuân, trưởng khoa Nhi Bệnh viện Việt Nam Cuba, cho trẻ đi chơi, nhất là đi du lịch biển sẽ giúp bé có thêm các hoạt động thể chất, hít thở không khí trong lành, tốt cho phổi. Nhưng các hoạt động diễn ra liên tục ngoài trời, bữa ăn thất thường, dinh dưỡng không phù hợp, trẻ đi chơi nơi công cộng đông người nguy cơ tiếp xúc với nhiều mầm bệnh, virus, vi khuẩn khiến cho trẻ dễ mắc cảm lạnh, cảm cúm, sốt, virus. Cha mẹ cần chọn thời điểm trẻ có sức khỏe tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng các loại thuốc hỗ trợ điều trị mang cho trẻ. Thời tiết thay đổi đột ngột khiến trẻ ốm hàng loạt, cách nào để bảo vệ cho con? Năm nào cũng vậy, khi thời tiết chuyển mùa thì số bệnh nhi thăm khám và điều trị các bệnh lý về đường hô hấp, nôn, tiêu chảy, viêm phổi, viêm tiểu phế quản, viêm mũi họng, viêm tai giữa lại tăng cao. Năm nay, giữa mùa hè thời tiết mưa dông và se lạnh, sự thay đổi đột ngột này là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Điều đáng nói là không phải bậc phụ huynh nào cũng có đầy đủ kiến thức để chăm sóc khi con ốm. Thậm chí có những trường hợp chủ quan đã tự ý điều trị cho trẻ. Một số bé đã phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, thở rít, sốt. Vậy phải bảo vệ con mình thế nào trước những thay đổi cực đoan của thời tiết? Làm thế nào để con được khỏe mạnh? Khi nào cần cho trẻ nhập viện? Biện pháp nào để phòng ngừa hiệu quả? Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy, chủ nhiệm Bộ Môn Nhi, Đại học Y Hà Nội để giải đáp cho quý khán giả. Thế như chúng ta đã biết là cứ thời tiết giao mùa hoặc chuyển mùa hoặc thay đổi bất thường ấy, là cái cơ hội để các bệnh lý hô hấp nó bùng phát. Lý do tại sao lại như thế? Nguyên nhân mà hay gặp nhất các bệnh lý hô hấp khởi phát là do virus. Mà bản thân virus thì nó sống chủ yếu ở đường hô hấp. Và chúng ta chưa có các vaccine đặc hiệu với các virus. Ví dụ có rất nhiều virus hô hấp khác nhau, ví dụ như cúm, á cúm hay là adenovirus, rất nhiều loại khác nhau, rhinovirus. Thế thì khi thay đổi thời tiết là virus đã có sẵn trong mũi rồi và nó từ thể không hoạt động thành thể hoạt động. Thế trên cái cơ thể chúng ta là người lớn ấy, khi chúng ta bị nhiễm thì chúng ta có thể tự đề kháng, chúng ta chỉ hắt hơi, sổ mũi thoáng qua rồi khỏi. Nhưng trẻ nhỏ thì khác, cái khả năng đề kháng nó chưa tốt
rồi là khả năng vệ sinh mũi cũng không được tốt, rồi khả năng ho khạc cũng không tốt. Cho nên để dễ bị các bệnh đầu tiên hô hấp trên, ví dụ như là ho, ví dụ như là viêm mũi họng này, viêm tai giữa, rồi những trẻ mà đề kháng kém, thậm chí lại viêm phổi, rồi là các bệnh về khò khè thay đổi thời tiết, dẫn đến hen phế quản. Đấy là lý do tại sao mà cứ thay đổi thời tiết thì các bệnh mà đường hô hấp là cái bệnh hay gặp, và thậm chí là tái lại, cứ đợt được chuyển mùa thì bệnh lại phát hiện ra. Đấy là đặc điểm của các bệnh mà khi thay đổi hoặc là chuyển mùa. Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của trẻ, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng sẽ có sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời. Điều này khiến cơ thể trẻ không kịp thích nghi, dẫn đến sự giãn nở không đều của phế quản, từ đó gây ra các bệnh viêm đường hô hấp. Ngoài ra, virus, vi khuẩn, nấm cũng là tác nhân gây bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè. Một vấn đề nữa đối với trẻ em là do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch còn non yếu, chưa hoàn thiện nên vào mùa nắng nóng sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về đường hô hấp hơn so với người lớn. Vì vậy, việc hiểu rõ về các biện pháp phòng bệnh trong thời tiết hiện tại để có cách phòng ngừa bệnh cho trẻ là điều rất quan trọng mà cha mẹ nên làm. Thực ra thì chúng ta cũng thấy là các bố mẹ rất lo lắng là thay đổi thời tiết. Thế thì chúng ta cũng giống như thời điểm Covid rồi, chúng ta có những cái nguyên tắc để mà phòng chống các bệnh lây nhiễm đường hô hấp nói chung. Vì Covid thì bản chất cũng là bệnh lây nhiễm đường hô hấp. Thứ nhất là khái niệm về vệ sinh mũi họng. Nhưng mà ở trẻ em ấy, chúng ta biết đường lây nhiễm thì chúng ta nghĩ là này, đường hô hấp nghĩa là chúng ta hít phải. Nhưng mà cái chính là những cái giọt bắn ấy, tức là chúng ta đứa trẻ nói này, ho, hắt hơi này, thì những cái giọt bắn đấy chứa các virus ấy, nó mới lây lan xung quanh chúng ta, ví dụ trong bàn ghế đồ chơi. Rồi đứa trẻ cầm vào những cái đồ chơi bàn ghế đó mới đưa lên mũi và đứa trẻ lại bị trở lại. Vậy thì làm thế nào để mà sạch sẽ vệ sinh ở mũi họng này? Thứ hai đó là gì ạ? Vệ sinh những đồ chân tay này, trước khi ăn là chúng ta phải lo vệ sinh tay sạch sẽ, bởi vì nó sẽ hạn chế đưa tay lên mũi. Đấy, thứ nhất. Thứ hai là nếu trẻ trên 2 tuổi thì khuyến khéo đeo khẩu trang. Nhưng mà trẻ dưới 2 tuổi thì không đeo khẩu trang được, bởi vì những cái dịch mũi chảy ra ấy, thậm chí nó còn nhiễm khuẩn vào thêm. Cho nên trẻ trên 2 tuổi thì là người ta mới khuyến cáo là trẻ nên đeo khẩu trang. Sau đó thì đứa trẻ sẽ được là hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Thế rồi là lúc hạn chế đưa trẻ đi chơi ở những thời điểm quá đông, vì là người lớn thì có thể là người lành mang vi khuẩn, virus. Nghĩa là tôi làm bệnh viện, tôi không hề bị bệnh, nhưng mà tôi mang virus về nhà lây cho con tôi. Vậy thì bố mẹ cũng phải vệ sinh mũi họng này, tay chân này, trước khi về nhà thì vệ sinh, trước khi tiếp xúc đứa trẻ. Đứa trẻ cũng giữ nguyên tắc là hạn chế tiếp xúc nơi đông người, vệ sinh mũi, đeo khẩu trang và vệ sinh tay. Các thời điểm gì nhất là chúng ta thường vệ sinh tay thời điểm nào ạ? Trước khi đi vệ sinh này, sau khi đi vệ sinh này, ví dụ như thế, trước khi ăn này. Nhưng mà mỗi lần đi chơi, rồi là mỗi lần mà bàn ghế tiếp xúc đông người, đi nhà trẻ về, thì chúng ta cũng nên vệ sinh tay, tăng cường thời điểm vệ sinh tay lên. Cái đấy cũng là hạn chế. Rồi một vấn đề rất quan trọng là tiêm phòng vaccine đầy đủ. Chúng ta có vaccine cúm, vaccine phế cầu, những vaccine virus. Thì ở cái thời điểm này nhiều lúc ta sợ Covid này, đông người này, chúng ta quên mất tiêm vaccine. Và tiêm vaccine chính là cách đề kháng để mà chống cái khả năng lây nhiễm, hoặc là nếu có bị không bị nặng.